Chào mừng bạn trở lại game nhà bà. Thì sau 6 tháng mình sẽ tiếp tục con game Mr. Hope Chapter 2 nha các bạn. Rồi giải đi. Bây giờ thì Su sẽ dạy cho bé giờ 0852 học nên mình sẽ chơi. Ủa làm sao để ra khỏi này bây giờ? Rồi lấy này khiều chìa khóa. It's locked, but this is the way we came through. Bà. Cửa bị khóa rồi nên mình sẽ kiếm đường. Mr. Hope, am I dreaming again? Giờ anh hỏi lộ diện hình Mr. Hope luôn rồi. Vô phòng này có cái xô. Rồi ghi sai ghi lại 10 lần. Má ngõ này làm tao hết hồn rồi. Cứ nghi phòng khách là gì? Phòng khách là gì? Chết mẹ. Má này nè. We just want to play. Wake up, Esther. I need to get power to this lift. Mình cần có điện. Có cách nhau đúng không? Không. Đúng rồi. Cô ấy. Còn mấy từ trước mày không cắt luôn. Rồi tiếp đi. I could pry this open. Biết luôn. Ở trên đây có cái gì nhỉ? Má, mở chút. Chưa làm gì mà chết rồi. Ngủ là gì? Không ngủ là gì? Phải chút. Phải chở kia xong nữa hết tóc quá. Chứ không, chẳng lẽ tao cho mẹ không bà nó ngồi đây 15 phút luôn. Mình có 5 phút, bếp luôn tại gì? Phòng ngủ là gì? Biết đâu, cứt ỉa mà. Phòng ngủ là gì trước? Đẩy cái hùng này. 4 phút. Còn 4 phút. I could pry this open. Ủa sao tới khúc này rồi ta chết vậy ta? Đéo nhớ rồi, coi như công nãy giờ giết cũng như không rồi. Ờ, đéo ghi được living room luôn hả? Không ghi được living room nhưng mà nó ghi bedroom rồi. Bedroom mà cũng không biết ghi hả? Biết bedroom không? Không biết Minecraft hả? Giờ mày biết bedroom trong Minecraft rồi gì vậy? Nhớ từ nó cái gì vậy? Nói gì? Thích. Với cái tạng này ta chết hoài ta. I could pry this open. Nhỏ rồi. Ta cần nhảy đó mà nó rớt xuống là. Nó rớt xuống là ta chết à. Thì chạy. Không, ta cần đường đó. Vô, còn 1 phút. Rồi, mày hết. Rồi mày thất bại cái này cho cũng như mày thất bại kỳ thi à. Nó biến bự lên rồi bắt tao mà lúc đó tao không có di chuyển nên tao chết tại chỗ luôn. Biết gì không? Cảm giác thất bại này là cảm giác thất... là cảm giác trong 3 ngày nữa của mày đó. Cảm giác mốt bị ổng tán mỗi ngày. Ờ chết mẹ, sao mình đéo vô cửa đang mở.
Kìa. Kìa đang nói mày ngoài kìa, đồ dốt, đồ ngu, đồ mất ỉa, đồ xạo lồn. Ừ chứ độ mất công con mình cổng lên lớp nữa, trong khi con người ta thì giỏi quá giỏi luôn. No chết rồi, chết nữa, hy vọng mà nó không bắt tao chơi lại rồi đạn thỏ. Cái tay này cái chuyện khó bạc, hình như cái này dùng để chơi mini game phải. Để xem mini game là gì. Ta đưa nổi mày cho thằng Trâm mời mơ đi. Lấy được cái này không? Dũng nói học tiếng Anh xong rồi. Cái gì? Tắt với lạnh. Nó không có chịu học. Tắt được thì tắt với lạnh đi chuột ơi. Mốt nó lạnh đâu. Nó là đâu chưa? Sao xuống 25 rồi. Tắt đi. Học ngu bò kìa. Kệ ngu hơn mèo nữa. Người gì ngu hơn mèo nữa chưa? Kệ, mèo kia khôn mình đã cho nó uống thuốc ngoài rồi. Xu ra xu. Ờ này xu chơi xu. Chơi. Tao biết làm cái gì ở đây đi. Sao nút lên này không làm gì. Kìa, ra lấy đi. Từ. Ai đừng có lên ăn đó. Mất thời gian lắm, với lại mày chết phải chơi lại đầy từ cái đạn lấy xà beng nữa. Ủa mày lấy được cái xà beng chưa? Chưa. Đi vô cái cửa mà đang mở á. Cái cửa. Cái cục bò đen đó bắt mày vô mini game. Cái cửa. Biết cái cửa không vậy? Để đo. Trời. Cái gì? Thì mày phải nhảy trước rồi cái tay nó mở. Nó đóng lại mày chết. Trời. Lấy thuốc chưa? Hay là mất luôn rồi. Chạy đi trời. Chết chết chết. Ê, đừng ra dễ nha. Chết lỡ đi. Rồi, hết già. Nữa. Giờ phải đốt lại nữa. Biết lỡ hết già. Báo không à. Lỡ hết già. Bật quạt này lên coi. Người. Không biết phần này có nổi được như hai phần trước không. Má phải chơi lại đầu nữa. Tại mày á. Maybe a night with the rats will teach you how to behave. You horrible child. Đấy, cục màu trắng lên kéo ra. Miss Beverly. Tiếng quạt hơi ồn. Lấy cái gậy sắt rồi chọc cái chìa khóa nữa.
Muối mà ăn đây chi? Ăn muối nhiều học ngu á. Có hả? Không, ăn muối nhiều dễ đột quỵ à. Tăng huyết áp. Giỏi biết nhiều điều quá. Trời giỏi quá, giỏi quá, giỏi lại lớp nữa. Giỏi quá, giỏi. Sao cầm kia? Tại vì thằng kia là chủ của nó cầm, lát nữa gấu trúc cầm nhỏ kia à. Nó mời bắt lao. We just want to play. Nó kìa. Wake up, Esther. Nhìn nó đéo giống hữu chút gì hết. Cái tài. Tôi ghét nó. Ghét nó. Rồi có bông rớt xuống đi liền nè. Tấm xem sợ đi nhanh vậy, tại vì phòng gần mình mà. Ba đạn này nhảy nhanh thôi chứ đừng có đi từ từ. Tại mày á, mày chết rồi, không chịu học tiếng Anh gì hết á. Tao chơi game tiếng Anh nè, hiểu gì không nhìn. Ghét cái đèn nè. Ha. Kiểu gì á, nó hiểu thứ tự gì trời. Má, hồi nãy đi được mà. Gì vậy, không học bài đi. Nó chịu học bài đâu. Đừng quay. Sao, tại sao không chịu học? Tại thầy giáo xua. Không học ở lại lớp sao? Ở lại lớp chịu mà, có chịu học đâu. Hạ lại lớp. Nằm dễ dụng. Chuột đi xuống chuột. Miên đi xuống. Một mình nằm phải hết nửa cái giường mẹ rồi. Giường ta nằm theo chiều gì được bình thường. Ai kiểu ai nằm ngang trời. Nằm ngang nằm đi. Ôi mà nó đau đứt quá. Sao nhảy qua hoài không được ta? Ủa? Chưa kịp nhảy nữa. Diễn sụp của anh nè. Gì vậy? Diễn sụp. Nhảy đi, nhảy mấy cái tay đó. Diễn sụp. Chặt dạ. Kiếm kìa. Đánh Liên Quân nữa không? Khoa mớm gũ kìa. Mr. Mớm gũ. Từ đang chơi. Đang quay video. Giọng mày ở đây hết rồi à. Ê, đi chỗ khác ăn nha. Quay xong à. Ai cũng biết chuột ở lại lớp hết. Giết rồi ai cũng biết ở lại lớp á. Ừ. Sao mà đánh? Ê, sao đánh tao? Phải đi làm. Tại tao mày ở lại lớp hả? Tao muốn dạy cho mày lên lớp. Mày cũng đéo chịu nữa. Thôi lại lớp luôn đi. I need to get power to this lift. Cái chìa khóa này để mở. Bin. Đi làm. Đi làm. Đi làm giấy không? Định danh không? Đó là cái gì? Cái đó là mày có cái điện thoại, mày vô trọng cái là mốt bị bắt hay là bị gì đó, hỏi thông tin đưa điện thoại ra, nó rất là tiện, làm không? Khi nào đi ra ngoài nhiều đi. Nhưng mà em phải đi xuống dưới trước để em coi đồng không, nếu mà ít thì em gọi xuống còn không thôi chứ đâu. Ta nhớ có cái cửa trên đây bị ôi chết mẹ. Là ít nhất cũng phải 20 phút nửa tiếng chứ đâu thể nào mà nhanh. Không. À đây nè, có cái thang nè. Có tủ. Nửa tiếng chắc không. Không, nó chưa xài chìa khóa không phải. Hử? Ta nhớ có cái. Ồ. Kệ nữa.
Cái cửa nào bị khóa? À cửa mình đi lên, cửa mình đi lên, cửa mình đi lên là cửa tận bên đây nè. Thấy mình nhặt cục kia hả? Cái cục đó là để chơi mini game. Nhặt còn đéo gì. Ủa? Chứ chìa khóa này chi? Phải chạy lại nguyên đường trời hà nó chết luôn cho rồi. Không tao không chết đâu. Chết rồi mới ăn xong. Mới ăn xong được ngồi. Mới ăn xong cũng được ngồi. Ừ, không biết hả? Mới ăn xong cũng được ngồi. Tưởng không được làm. Shimiya, Shimiya, Shimiya. Sa la la la. Chết mẹ tao. Vừa tâm mới lên giờ còn có miếng máu. Ơ! Mày ngồi mày ăn. Phúc. Cảm ơn đừng bắt ra chơi lại đạn bá tay mà. Tao phải chơi lại đạn bá tay hả? Ờ, hóa ra tờ giấy này, tờ giấy mã 0715. Trời đất ơi, thấy nhỏ ăn cái bay xuống ăn. Anh để Diễm sụt đâu hả? Chết hoài trời. Thôi, thôi ăn đi. Diễm sụt. Cái gì vậy trời? Mày sợ mất vợ đúng không? Không, cái trò này tao chết hoài à. Em đang phân dân làm biên đi không hơn thì quay thôi. Cả hai rồi. Tụi mày yêu bằng nào? Đi chơi với ta rồi để ta đè đầu cửa cổ. Kêu ta bị ta kêu mua nước ngọt mà. Không nên rồi bữa mới bị ổng đánh á. Bị ổng đánh tại vì chơi với người ta để người ta đánh nên bị ổng đánh. Ừ. Em chưa gọi đầu luôn á. Gì ơ? Chưa. 3 ngày rồi. Để cho anh á. Sao cái ta mới chết? Để cho anh. Lần này nhất định phải được. Xong luôn cắt đi. Chơi. Cắt gì nữa? Ra hôm, ra phải hôm, tôi đợi. Tao nhảy rồi mà. Sao đi về? Đi. Tao xem đi, còn chán nữa mà. Cắt kích. Cắt kích lâu lắm. Hôm hoài mà chán rồi muốn đổi luôn, cuối nha. Tạo chị là con nào cũng được. Má nãy đi về được lần mà không lấy tờ giấy. Chua mặn là túc nha. Chua mặn với tao là túc. Cái trình tự đi của ba cái tay này nè. Ban đầu là cái này xong cái này cái kia. Mày cái chùa. Mày cái chùa thấy rồi chứ. Nó cứ tưởng nó dày dày nhưng mà tự nhiên nó dày nó tới đây xong nó hoành lại này. Má học không tới đâu vậy, sáng nó làm nó bước chút hả? Ở biên tao biết rồi, nãy tao xuống tao không thấy mình uống rượu đâu, tao tưởng mày ăn mất của tao rồi. Mình chỉ cần đợi chừng nào có cái di chuyển thì mình nhảy thôi. Không cần dạo.
chơi liên quân nè. Đó. Chơi xong chưa? Không, chưa xong. Mẹ đi. Mẹ đi. Thấy con thức dụng chưa? 0715. Mã ID còn. Ờ, dở quá chuột, cảm ơn. À, quên chưa lấy chìa khóa nữa. Phải nhìn số pin đéo biết nữa, ngu lắm rồi. Ăn cứt đi, đổ lại lớp. Nói quê. Ở lại lớp mà không chịu, ở lại lớp mà không chịu học. Kê mốt nữa, ai quê. Đó, mãi mới được. Rồi, lát cắt nguyên đạn này vậy. Không. Cắt, tao muốn cắt ở trên video thì cũng được. Bây giờ mình phải leo qua thôi, leo ra thôi. Mẹ. Nhảy lên hùng kia. Sao để bám vô dây đi. Chạy qua dắt bên kia. À, mấy cái bậc thang này. Mẹ, dĩ ớt xuống phải lại từ đầu à. Nhảy qua từ dưới kia kìa. Thôi thôi. Nhìn làm như dễ lắm vậy. Đâu chơi đâu. Kìa. Ta chỉ muốn short cut thôi. Sao giờ game khó quá vậy? Lẹ đi, khó khó chặt gì. Tại như tao chơi qua chapter này đó. Nó mẹ lại, nãy giờ nó mẹ lại lớp mình đừng khóc nha, đừng buồn nha trời. Tao nói thiệt á. Ơ à, trời ơi. Lẹ đi. Nghe anh đau lên lại xin anh ba nhanh lên. Chị nghe hai này. Đem quay mà. À. Quay má khó kìa. Mẹ gạch nhỏ cứt sao nhảy lên được. Đã vậy muốn nhảy xa phải lấy đà nữa. Mà góc này lấy đà. Góc này nhỏ không chứ sao ta lấy đà được đi. Lấy đà là chạy đủ nhanh là rớt xuống mà. Thôi để thử nhảy hường coi. Nhảy hường sao tới ra. Nhảy hường đéo tới luôn. Dạ đó nhảy thường tới. Không, nãy ta phải nhảy, nãy ta phải cố gắng nhảy xa đó. Rồi cái tiếp theo nhảy thường tới. Đâu có dễ đâu. Mày để thử coi. Đây
để mở muối ra vậy đi cho gió vô hết luôn. Rồi nó cho muối đen xì lì như biết luôn. Mở ra. Ủa vô dùng nào vậy đây? Hả? Rồi nè bên. Xong rồi. Nè. Vô thôi. Vô thôi. Ok. Ok, kết thúc.